Hello everyone, chào mừng các em đã quay trở lại với lời giải 2.com. Trong video ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa những bài tập của phần A Closer Look To. Và chúng ta sẽ đi chữa những bài tập liên quan tới grammar, là phần ngữ pháp. Ở trong bài số 5, Unit 5, Food and Drink, thuộc sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, Global Success, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở trong phần ngữ pháp ngày hôm nay thì chúng mình sẽ học về some, a lot of và lots of, có nghĩa là những từ chỉ một vài hoặc một số cái gì đó. Và trước khi mà chúng mình vào bài tập số 1 thì cô mời các bạn hãy cùng đọc với cô phần remember, phần lưu ý các em nhé. We use some, a lot of, lots of with both countable nouns and uncountable nouns to describe quantities. Chúng ta sử dụng some, a lot of, lots of với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được để chúng ta mô tả về số lượng các em nhé. Ok, vậy thì trong câu này chúng mình cần chú ý những điều gì thì mời các em hãy cùng gạch chân với cô. Đầu tiên chính là ba từ mà chúng ta đang dùng, đó chính là some, a lot of và lots of. Thứ hai mà chúng ta cần chú ý đó chính là chúng ta sẽ sử dụng với countable nouns, hay chúng ta còn gọi là danh từ đếm được, và uncountable nouns, danh từ không đếm được. Ok, nghĩa là cả ba từ này đều cộng được với danh từ đếm được và không đếm được các em nhé. Vậy thì chúng mình sẽ ghi lại giúp cô này. Chú ý đầu tiên của chúng mình. Ok. Lưu ý, cô sẽ sử dụng some, a lot of và lots of sẽ cộng được cả với countable noun và uncountable noun. Ok. Chúng ta sẽ cộng được cả với danh từ đếm được và danh từ không đếm được nhé. Vậy thì mời các bạn hãy cùng cô viết thêm một điều nữa. Chúng ta sẽ viết xuống đây, lưu ý cho cô này. Ba từ này đi với danh từ số nhiều và không đếm được. Đó, cô chỉ chú thích lại thôi cái câu mà chúng ta viết ở trên này và câu này tương đương nghĩa nhau. Nhưng mà chúng ta sẽ thêm một cái cho cô là sử dụng để làm gì? Để miêu tả số lượng. Ok, để miêu tả số lượng các bạn nhé. Ok, và từ đầu tiên chúng mình có từ some, chúng ta sẽ dịch cho cô là một vài. Đúng không nào? Vài này, hoặc là một số ít. Ok, một số ít nhá. Thế còn a lot of và lots of thì chúng mình sẽ sử dụng để nói về rất nhiều cái gì. Ok, rất nhiều cái gì đó. Rồi, vậy là chúng mình đã ghi chú lại được nghĩa của ba từ này rồi, và chúng ta cũng đã nắm được cách dùng của nó. Bây giờ thì cô mời các bạn hãy cùng cô đọc ví dụ. Câu đầu tiên cô có là hình ảnh những quả táo đúng không nào? Cô nói là I need some apples for this recipe. Cô cần một ít táo để làm công thức này, để làm cái công thức nấu ăn này. Và chúng ta thấy đây, cô sử dụng từ some cộng với apples là một danh từ đếm được đúng không nào? Quả táo chúng ta đếm được, và đây là một vài quả táo nên chúng ta thêm số nhiều vào đằng sau. Và some apples ở đây, ý của cô là cô cần một vài quả táo, nghĩa là không cần quá nhiều đâu. Có thể là một quả, hai quả, ba quả, bốn quả, ít thôi, đúng không nào? Một vài. Hoặc là ở đây cô có there is some water in the bottle. Ở đây có một ít nước ở trong chai. Vậy thì các em biết là nước là một danh từ không đếm được rồi. Vậy thì chúng mình vẫn dùng được với some các em nhé. Some water, một ít nước. Ok, chúng ta thấy này, some apples là danh từ đếm được, còn some water là danh từ không đếm được đúng không nào? Câu số 3, there are a lot of
hoặc là lots of people in the room. Trong phòng có rất là nhiều người, đúng không nào? Ở trong phòng có rất là nhiều người thì chúng ta sử dụng lots of và a lot of đều để nói về rất nhiều cái gì đấy. Và cộng với people ở đây là đếm được hay không ạ? Có, đếm được nhá. Rất là nhiều người đếm được. Thế nhưng mà câu cuối cùng, ví dụ cuối cùng của cô là she likes coffee with a lot of hoặc là lots of sugar. Cô ấy thì uống cà phê với rất là nhiều đường. Ok? Vậy thì chúng mình thấy là đường ở đây, cái viên đường hoặc là đường mà chúng mình thấy là các hạt đường nhỏ nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ không đếm được, đúng không nào? Vì vậy nên chúng ta sẽ có lot of hoặc là a lot of ở đây, đều cộng với cả danh từ không đếm được. Ok? Chúng mình thấy là ba từ này có rất là nhiều cách để chúng ta viết, đúng không nào? Cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc cộng với danh từ không đếm được, và đều để chỉ số lượng. Some có nghĩa là vài, hoặc lot of và lots of và a lot of thì có nghĩa là rất là nhiều. Ok, vậy là các bạn đã sẵn sàng vào bài với cô rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu đầu tiên ở trong bài số 1 luôn nhá. What do we have in exercise number 1? Let's see. Chúng ta sẽ cùng cô nhìn đến bài tập đầu tiên này. Exercise number 1. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences. Bài tập số 1 yêu cầu các em phải khoanh tròn và từ chính xác hoặc cụm từ chính xác để hoàn thành những câu dưới đây. Ok? Vậy thì bây giờ chúng mình nhìn thấy đây cô có 5 câu tất cả. Và mỗi câu thì cô có đều có những cái từ màu cam này. Trong vòng 3 từ some, a lot of và lots of. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình là phải khoanh xem là từ nào là đáp án chính xác nhá. Câu đầu tiên, Ming is very popular. He had some or a lot of friends. Ok, vậy thì để làm được câu này chúng ta phải dựa vào câu đằng trước của nó. Ở đây người ta nói là bạn Minh là một người bạn rất là nổi tiếng ở trong trường. Ok, very popular. Popular nghĩa là nổi tiếng. Và he has some or a lot of friends. Vậy thì theo các em, một người bạn nổi tiếng ở trong trường, vậy thì bạn ấy sẽ có một vài người bạn thôi, là số ít này, hay là rất là nhiều người bạn ạ? Một người mà nổi tiếng ở trong trường học chứng tỏ là ai cũng muốn chơi cùng bạn ấy, đúng không nào? Ai cũng biết bạn ấy thì bạn ấy mới nổi tiếng. Vì vậy nên chúng mình sẽ có từ a lot of các em nhá. Các em khoanh giúp cô vào đây. Ming is very popular. He has a lot of friends. Ming rất là nổi tiếng và bạn ấy có rất là nhiều bạn. Sang tới câu số 2, chúng ta có đề bài như sau. Ling is very busy. She has some or lots of homework. Okay. Ling thì rất là bận rộn. Cô ấy có một vài hoặc là rất là nhiều bài tập về nhà. Okay. Ở đây thì chúng mình thấy là cô ấy bận rộn, đúng không nào? Busy, right? Bận rộn thì chắc chắn là cô ấy sẽ có rất là nhiều bài tập về nhà rồi, chứ không phải là một ít. Vậy thì chúng ta sẽ loại từ some và chúng ta khoanh cho cô vào lots of, đúng không nào? Rất là nhiều bài tập về nhà nhá. Câu số 3. Put some or a lot of sugar in my tea, but not too much. Okay? Hãy cho một ít đường vào trà của tôi đi, nhưng mà đừng cho nhiều quá nhá. Vậy thì người ta đã dặn là đừng cho nhiều đường quá rồi, thì chúng ta sẽ chỉ cho một ít thôi nha. Vì vậy nên chúng ta sẽ chọn được cô là some. Còn nếu mà a lot of ở đây là cho rất là nhiều đường vào, đúng không nào? Đó, vậy nên là chúng ta sẽ chọn là cho một ít đường thôi nha. Rồi câu số 4 này. There are some or a lot of cars in our city. Too many, I don't like it. Có một vài hoặc là rất là nhiều ô tô ở trong thành phố của chúng mình, nhưng mà nhiều quá, tớ chả thích chút nào cả. Ok? Vậy thì ở đây đang nói đến là bạn ấy không thích cái việc thành phố của bạn ấy sinh sống có nhiều ô tô quá. Vậy thì chúng ta sẽ muốn nói là có nhiều quá thì chúng mình sẽ sử dụng từ a lot of cars nhá. A lot of cars. Ok? Và câu cuối cùng này. There is some or lots of rice left. Not much, but just enough for our breakfast. Ở đây chúng ta nói là có một vài hoặc là rất là nhiều gạo thừa lại, đúng không nào? Nhưng mà không quá nhiều, not much. Không quá nhiều, nhưng chỉ đủ cho bữa sáng của chúng ta thôi. Ok? Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn cho cô là some. Vì người ta đang nói là not much,
không có quá nhiều đâu. Không có quá nhiều nghĩa là chỉ có một vài thôi, một ít gạo thôi. Ok? Và một ít này thì chỉ đủ cho bữa sáng thôi đúng không nào? Vậy là các bạn đã hoàn thành xong bài số 2 rồi, rất là dễ luôn đúng không ạ? Ok? Và trong bài số 2 này thì chúng mình để ý cho cô có từ busy và từ popular. Mình các em ghi lại với cô nha. Ok, từ busy có nghĩa là bận rộn. Thế còn từ popular, popular có nghĩa là nổi tiếng nhá. Ok, ví dụ như một ca sĩ nào đó nổi tiếng chẳng hạn. For example, we say that Sơn Tùng MTP is popular. Chúng ta có thể nói là Sơn Tùng MTP là một người nổi tiếng, đúng không? Sơn Tùng MTP rất là nổi tiếng. He is popular, right? He is popular. Ok, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi. Cô mời các bạn hãy cùng cô sang đến bài tập số 2 nhé. Ok, exercise number 2, let's take a look at it. Chúng ta hãy cùng quan sát bài tập số 2 có đề bài như sau. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lots of in the blanks. Các em hãy quan sát những bức tranh dưới đây, sau đó thì hoàn thành những câu tương ứng với nó và hãy viết some, any hoặc là a lot of, lots of vào chỗ trống để chúng ta hoàn thành những câu này thật chính xác nha. Ở đây thì cô có một ví dụ đầu tiên, mời các bạn đọc với cô nào. Example, ví dụ. There is some orange juice in the glass. Có một ít nước cam ở trong cốc. Vậy thì các bạn thấy là ở đây cô có orange juice, nghĩa là nước cam đúng không nào? Và nước cam thì chúng mình không thể đếm được rồi, bởi vì nó là nước mà, đúng không các em? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô ở những từ trên này, chúng ta cộng với danh từ không đếm được. Thế nhưng mà chúng ta có nói là có rất là nhiều nước cam không? Ở đây chúng ta có nói là rất là nhiều nước cam ở trong cốc không nhỉ? No, we will say there is some. Chúng ta chỉ có một ít nước cam ở trong cốc thôi nha. Rồi, chúng ta sẽ nói là một ít nước cam ở trong cốc. There is some orange juice in the glass. Trước khi mà đi vào giải câu đầu tiên ở trong bài tập số 2 này thì cô có một số chú ý cho các em như sau. Bởi vì là ở bài tập số 1 thì chúng ta sẽ chỉ có 3 từ là some, a lot of và lots of thôi đúng không nào? Thế nhưng mà trong bài tập số 3 này thì chúng mình có xuất hiện thêm từ any. Ok, trong bài tập số 2 chúng ta xuất hiện thêm từ any. Thì các em sẽ chú ý cho cô là any, a lot of, lots of đều cộng với danh từ số nhiều. Ok, some này, any này, a lot of và lots of đều cộng với danh từ số nhiều, đếm được và không đếm được, đúng không nào? Ok, vậy thì any cũng giống như ba từ trên rồi. Thế nhưng mà có một điều đáng chú ý ở đây, đó chính là any sẽ được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn thôi nhá. Chứ any chúng ta sẽ không dùng trong câu khẳng định nha. Ok, thế còn some, a lot of và lots of thì sao? Vậy thì ba từ này chúng ta sẽ sử dụng cho cô ở trong câu khẳng định, sử dụng trong câu khẳng định và câu nghi vấn nhé. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô đi vào bài luôn này. Câu đầu tiên, there are dot 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 eggs in the carton, right? Ở đây thì có một số trứng ở trong cái hộp các tông, đúng không nào? Chúng mình có từ carton. Carton là hộp cắt tông các em nhé. Ok, và ở đây thì chúng mình thấy là có mấy quả trứng đấy ạ? 2, 4, 6, 8, 10 quả trứng tất cả. Ok, vậy là chúng mình có đếm được các quả trứng này không ạ? Có đếm được nha.
Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô một trong bốn từ ở trên này đúng không nào? Some, any, a lot of và lots of. Ok. Vậy thì theo các em, số 10 có phải là một con số rất là nhiều không ạ? Có phải là một con số có thể dùng được lots of và a lot of không? Không, nó nhạ. Số 10 chỉ là một con số vừa phải thôi đúng không nào? 10 quả trứng trong hộp thì cũng là bình thường mà đúng không? Thì chúng ta có thể nói là có một vài quả trứng trong hộp. Vậy thì cô sẽ sử dụng từ some. Ok, tại sao ở đây cô không dùng được any? Bởi vì đây là một câu khẳng định các em nhá. Any chỉ sử dụng cho câu phủ định và câu nghi vấn thôi. Và câu này chúng mình sẽ đọc hoàn chỉnh cho cô là there are some eggs in the carton. Ok, there are some eggs in the carton. Mời các bạn hãy cùng cô ghi lại từ vựng này. Ok, carton chúng ta sẽ dịch là các tông. Ok, ở đây là ý đang nói đến hộp các tông đấy ạ. Cái hộp đựng trứng, hộp các tông. Ok. Number two, there aren't dot 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 biscuits on the plate. Ok, ở đây thì chúng ta đang sử dụng phủ định này. There aren't, ok, không còn chấm 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 cái bánh quy nào trên đĩa cả. Vậy thì bây giờ cô đang muốn nói là không còn bất kỳ cái bánh quy nào trên đĩa hết, bởi vì cái đĩa này đang trống trơn đúng không nào? Thì cô sẽ không sử dụng được some và a lot of hay là lots of, bởi vì ba từ này đang thuộc câu khẳng định và câu nghi vấn thôi. Còn đây là câu phủ định đúng không nào? Aren't. Vì vậy nên các bạn sẽ phải dùng cho cô là there aren't any. Ok? There aren't any biscuits on the plate. Ok, câu số 3. Susie went to the cinema with chấm 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 friends. Susie đến rạp chiếu phim với chấm 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 những người bạn. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ có hình ảnh, đúng không nào? Chúng ta có thể đoán được. Đây là bạn Suzy đang đi xem phim với cả những người bạn của ấy. Và câu này thì chúng ta đang ở thể khẳng định. Chúng ta sẽ chỉ lựa chọn cho cô giữa some và a lot of hoặc là lots of thôi. Vậy thì câu này cô sẽ lựa chọn là some friends. Và cô sẽ đọc là Susie went to cinema with some friends. Bạn Susie đang đi xem phim với một vài người bạn. Ok. Và câu số 4. I'd like a pizza with dot 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 cheese. Tôi muốn ăn một chiếc bánh pizza với cái gì đấy, phô mai. Ok. Vậy thì theo chúng ta là tôi muốn ăn một bánh pizza với thật là nhiều phô mai đúng không nào? Vậy thật là nhiều phô mai thì cô sẽ sử dụng từ gì ạ? Chúng ta sẽ dùng cho cô là a lot of cheese. Okay, a lot of cheese. I like a pizza with a lot of cheese. Và ngoài từ a lot of ra thì các em có thể sử dụng từ lots of cũng được nhá. Okay, chứ chúng ta sẽ không nói là any, bởi vì là any là một từ được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn, còn đây là câu khẳng định nhá. Okay, câu số 5 này. There is dot 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 sugar in the bowl. Ok, ở đây thì chúng ta có there is chấm 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 sugar, sugar là đường. Ở đây có cái gì đấy, đường ở trong bát đúng không nào? Vậy thì chúng ta thấy là trong bức hình này các em thấy có rất là nhiều đường thì chúng mình sẽ nói là a lot of. Ok, there is a lot of sugar in the bowl. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Và chúng ta cũng đã biết cách điền những từ chỉ số lượng như là some, any, a lot of, a lots of và chỗ trống để sao cho phù hợp. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô ghi lại một số từ vựng ở trong bài này nhá. Từ đầu tiên chúng mình đã ghi rồi, đó chính là từ carton đúng không nào? Ok, chúng mình đánh dấu lại này. Carton, ok, hộp các tông. Và từ số 2 cô có là từ biscuit. Biscuit có nghĩa là bánh ngọt đúng không nào? Bánh ngọt nhạ. Ok. Và từ số 3 chúng mình có là từ cheese, phô mai. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ ghi lại với cô những từ này vào chỗ trống. Ok. Chúng mình ghi lại vào giấy cho cô nha. Từ đầu tiên mình đã ghi rồi. Bây giờ các bạn ghi cho cô từ biscuit. Ok, biscuit là bánh quy này. Và từ cuối cùng chúng ta có là từ cheese, phô mai. Ok, cô mời các bạn đọc lại với cô ba từ này ạ.
Carton, 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 biscuit, biscuit, bánh quy và cheese, cheese, phô mai nhá. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang phần tiếp theo ở trong bài A Closer Look To. Đó chính là bài tập số 3. Ok, exercise number 3. Bài tập số 3 chúng ta có đề bài như sau. Fill in each blank with how many or how much. Answer the questions using the pictures. Bài tập số 3 yêu cầu các em là hãy điền vào những chỗ trống ở dưới đây với từ how many và how much. Hai từ này đều để sử dụng để hỏi là có bao nhiêu cái gì đấy, đúng không nào? Và answer the question, sau đó thì các em trả lời câu hỏi này sau khi mà đã điền xong từ how many hoặc how much rồi. Và sử dụng những cái hình ảnh này để trả lời xem là số lượng của nó là nhiều hay ít. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô đi điền từ nhá. Ok, điều đầu tiên mà chúng mình cần chú ý đó chính là chúng mình sẽ sử dụng how much và how many như thế nào. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn. Trước hết, từ đầu tiên cô có là từ how many. Ok, how many. Thì các bạn sẽ sử dụng từ này để như thế nào? Từ này chúng ta sẽ sử dụng trước danh từ số nhiều các bạn nhé. Dùng trước danh từ số nhiều. Ok, dùng trước danh từ số nhiều. Thế nhưng mà danh từ số nhiều ở đây phải là danh từ số nhiều đếm được, đúng không nào? Danh từ số nhiều này chúng ta biết là đếm được. Ok, đã là danh từ số nhiều rồi thì chắc chắn phải đếm được, đúng không? Ok, đếm được thì chúng ta gọi là số nhiều. Tiếp theo này, how many chúng ta sẽ cộng với công thức như thế nào đây? Chúng ta sẽ có là how many cộng với, ok, countable noun nhỉ, cô viết tắt này, danh từ số nhiều đếm được, cộng với do hoặc là does là trợ động từ, đúng không nào? Rồi cộng với s là chủ ngữ, và cuối cùng cô sẽ cộng với verb là động từ. Thì đây chính là công thức của how many. Ok, mời các bạn hãy cùng gạch chân với cô. How many? Sang đến công thức số 2, cô sẽ có từ how much. Ok, how much thì có khác biệt gì với cả how many? Vậy thì từ này sẽ được dùng trước uncountable noun. Ok, uncountable noun có nghĩa là danh từ không đếm được nha. Ok, danh từ không đếm được. Rồi, vậy thì những thứ gì là không đếm được này? Ví dụ như là water, đúng không? Nước này, rice, gạo này, sugar, đường này, và salt là muối, vân vân. Có rất là nhiều thứ không đếm được mà chúng ta sẽ phải dùng là how much. Tiếp theo thì chúng mình sẽ cộng how much với uncountable noun cộng với danh từ không đếm được, và cũng cộng với do, does, rồi đến chủ ngữ và động từ nha. Ok, vậy thì hai câu này, hai cấu trúc này các bạn thấy là giống hệt nhau, đúng không nào? Chỉ khác mỗi là ở đoạn đầu này cô dùng how many và dưới này cô dùng how much. Bên cạnh đó thì how many đi với countable noun, danh từ đếm được, và how much thì không, thì chỉ đi được với danh từ không đếm được thôi. Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng áp dụng kiến thức này vào bài chưa ạ? Chúng mình cùng làm câu đầu tiên. Chấm chấm chấm, water do you drink every day? Ở đây thì chúng mình có danh từ, chủ ngữ của cô là từ water. Vậy thì các bạn biết là water là một danh từ chỉ nước, đúng không nào? Nghĩa là nước chúng mình không đếm được. Vậy các bạn dùng cho cô how much. How much water do you drink every day? Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày? Và người này có thể trả lời là gì? 2 lít, đúng không nào? Chúng ta thấy có số 2 lít ở đây. Vậy thì cô nói là tôi uống 2 lít nước mỗi ngày, đúng không? Ok, I drink 2 liters of water
every day. Okay, I drink 2 liters of water every day. Tôi uống 2 lít nước mỗi ngày. Câu số 2 này. Chấm 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 books. Did you read last month? Okay. Ở đây thì chúng ta hỏi là bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách vào tháng trước. Vậy thì chúng ta hỏi bao nhiêu, chúng ta sẽ phải dùng how much hay how many. Đúng các em biết ạ? À, ở đây danh từ chính của các bạn là gì? Là books, đúng không nào? Là sách. Vậy thì những quyển sách này có đếm được không? Có nhá. Đây, các bạn nhìn thấy có S đằng sau này, có đếm được. Vì vậy nên chúng mình sẽ sử dụng luôn là how many. Okay. How many books did you read last month? Bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách tháng trước vậy? Chúng ta ở đây thấy mấy quyển ạ? À? 2 quyển đúng không nào? Thì chúng mình chỉ cần viết là I read hoặc là I read đúng không? Đã qua rồi chúng mình đọc cho cô là I read 2 books last month. Okay? I read 2 books last month. Câu số 3 chấm 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 films. Did you watch last year? Phim mà bạn đã xem vào năm ngoái. À, vậy thì chúng ta sẽ phải hỏi là có bao nhiêu bộ phim mà bạn đã xem vào năm ngoái, đúng không nào? À, vậy thì theo các em này, à, việc chúng ta đi xem phim, chúng ta có đếm được số lần không ạ? Chúng ta có đếm được số bộ phim mà chúng ta đã từng xem không? Hoàn toàn là có thể, đúng không nào? Và chúng mình thấy là từ films ở đây cô còn có S nữa cơ, nghĩa là hoàn toàn đếm được nhá. Ok, vậy thì chúng mình chắc chắn sẽ dùng cho cô how many, đúng không nào? Vậy các bạn sẽ có cả câu là how many films did you watch last year? Bạn đã xem bao nhiêu bộ phim vào năm ngoái? Và chúng mình thấy là ở đây cô có thấy ba cái poster này, ba cái hình ảnh tương ứng với các bộ phim khác nhau. Thì cô có thể trả lời một câu là tôi đã xem 3 bộ phim vào năm ngoái thì chúng ta nói như thế nào nhỉ? Đã xem chúng ta có từ watch là xem phim đúng không nào? Thêm ed vào đằng sau bởi vì đây là một động từ có quy tắc ở trong quá khứ đơn nhá. I watched, okay, 3 films last year. I watched 3 films last year. Tôi đã xem 3 bộ phim vào năm ngoái. Câu số 4 chấm 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 bananas do you eat every week? Okay, à, ở đây thì người ta muốn hỏi là bạn đã ăn bao nhiêu quả chuối vào mỗi tuần, đúng không nào? Vậy thì chúng mình thấy là ở đây thứ nhất cô có từ every week. Okay, every week có nghĩa là hàng tuần. Vậy thì đây là một cái hành động mà xảy ra mang tính á, thói quen lặp đi lặp lại, chúng mình sẽ dùng cho cô ở hiện tại đơn, đúng không nào? Và thứ hai nữa là từ bananas ở đây là có s, nghĩa là quả chuối của chúng mình có đếm được nhá. Ok, có đếm được thì các bạn dùng cho cô how many. How many bananas do you eat every week? Ok, bạn ăn bao nhiêu quả chuối mỗi tuần? Vậy thì cô sẽ trả lời vì đây là một hành động trong thói quen đúng không nào? Nên chúng mình sẽ dùng hiện tại đơn cho cô. Và chúng ta thấy hình ảnh của 3 quả thì chúng ta nói là chúng ta ăn 3 quả nha. I eat 3 bananas every week. Okay, every week. Và câu số 5. Ở đây thì cô có hình ảnh những cái nem rán này. Vậy bây giờ cô muốn hỏi là spring rolls did your mother cook last month? Nghĩa là mẹ bạn đã rán bao nhiêu cái nem vào tháng trước, đúng không nào? Mẹ bạn rán bao nhiêu chiếc nem vào tháng trước? Thì cô sẽ nói là my mother. À ok, mother đúng không nào? Là mẹ này. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi là cái nem rán thì đếm được đúng không nào? Một cái, hai cái, ba cái. Danh từ số nhiều đếm được chúng ta dùng how many. Ok, how many spring rolls did your mother cook last month? Mẹ bạn đã nấu bao nhiêu cái nem vào tháng trước rồi? Chúng ta trả lời là my mother, mẹ tôi. Okay, ở đây chúng mình thấy có mấy cái ạ? 5 cái đúng không nào? Chúng mình trả lời nhé. My mother cooked. Okay. 5 spring rolls last month.
My mother cooked 5 spring rolls last month. Mẹ tôi đã rán 5 cái nem vào tháng trước, ok? Và đây chúng mình thấy là chúng ta có từ cooked này, cô đang chia ở thì quá khứ đơn, bởi vì người ta hỏi last month mà đúng không? Người ta hỏi về tháng trước thì chúng mình cũng phải trả lời trong quá khứ đơn chứ. Và động từ này là có quy tắc nên các bạn thêm đôi ed thôi. Ok, so we just finished exercise number 3. Vì vậy nên chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Bây giờ thì cô mời các em hãy cùng nhìn vào bài tập số 4 nhé. Exercise number 4. Work in pairs. Ask and answer using the questions in exercise number 3. Bài tập số 4 yêu cầu chúng ta hãy làm việc theo cặp. Hãy đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời sử dụng những câu hỏi ở trong bài tập số 3. Vậy thì các em thấy là ở trong bài tập số 3 chúng mình có tất cả tổng cộng là 5 câu đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ cùng cô thực hiện bài tập số 3 nhé. Ok, và chúng mình thấy là ở đây cô có một ví dụ sẵn rồi. Câu ví dụ của cô là How much water do you drink every day? Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày? Và câu trả lời là 2 liters. Ok, 2 liters có nghĩa là 2 lít nước đúng không nào? Ok, vậy thì chúng mình thấy là cô đang sử dụng cái phần thông tin mà chúng ta được cho sẵn ở trong bài tập số 3 ở câu đầu tiên đúng không? Người ta có hình ảnh. Đây, các bạn có thể quan sát này. Chúng ta có hình ảnh chai nước. Ok, và có số 2 lít ở trên. Vậy thì chúng mình áp dụng vào, mình đưa ra câu ví dụ như thế này. Ok, How much water do you drink every day? 2 liters. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra những cái câu hội thoại, những cái đoạn hội thoại ngắn và sử dụng những câu ở trong bài số 3 nào. Ok, một ví dụ điển hình ở trong bài tập số 4 này chúng ta có thể lấy đó chính là câu số 2. How many books did you read last month? Đúng không? Bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách ở tháng vừa rồi? Thế thì ở đây các em áp dụng câu hỏi này nhưng mà chúng mình sẽ đưa ra câu trả lời của bản thân nhé. Giả sử như cô có bài tập số 4 như sau. How many, đây là đoạn hội thoại đầu tiên của cô nhá. How many books ok did được không nào, bởi vì là chúng ta đang hỏi về quá khứ. How many books did you read last month? Bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách tháng vừa rồi? Ok, vậy thì chúng ta có thể trả lời theo đáp án của bản thân. Ví dụ như là cô đọc 5 quyển sách chẳng hạn, chứ không phải là 2 quyển giống như đề bài. Thì chúng ta có thể trả lời là I read 5 books last month, đúng không? I read 5 books last month. Tôi đọc 5 quyển sách tháng vừa rồi. Tiếp theo này chúng mình có thể giả sử như một câu hội thoại ở trong câu số 4 bài số 3 này. Nói về quả chuối đúng không nào? Bạn ăn bao nhiêu quả chuối mỗi tuần? Thì chúng ta có thể hỏi bạn A hoặc bạn B là how many. Cái này là các em sẽ thực hiện với bạn ở trong lớp mình nha. Một cặp chúng ta sẽ đưa ra câu hỏi và câu trả lời. How many bananas do you eat every week? How many bananas do you eat every week? Bạn B có thể trả lời là I eat, ví dụ như là chúng mình có thể trả lời số khác đi, không nhất thiết phải là 3 quả chuối, có thể là I eat 5. Ok, I eat 5 bananas every week. Okay, I eat 5 bananas every week. Ok, vậy thì đây chính là hai cái đoạn hội thoại ví dụ ở trong bài số 4 này. Và chúng mình có thể sử dụng thêm một số các câu khác. Ví dụ như là bạn xem bao nhiêu bộ phim vào năm ngoái này. Hay là mẹ bạn đã dán bao nhiêu chiếc nem vào tháng trước chẳng hạn. Ok, để chúng mình luyện tập cái cấu trúc how much và how many, dùng làm từ để hỏi về số lượng trong câu thôi các em nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô chuyển qua phần bài tập số 5 nào. Exercise number 5. Work in groups.
take turns to ask and answer about the recipes. Bài tập số 5 yêu cầu các em hãy làm việc theo nhóm và hãy lần lượt đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời về hai công thức dưới đây, hai công thức nấu ăn dưới đây nhá. Ok, vậy thì ở trong bài này chúng ta nhìn thấy cô có hai bức hình đúng không nào? Bảng đầu tiên của cô là về pancakes ingredients, nghĩa là những công thức, những cái nguyên liệu mà cần thiết để cho chúng ta làm bánh rán đúng không? Pancake. Và bây giờ chúng mình hãy xem cùng cô bảng số 2. Cô sẽ có một cái công thức nấu ăn về an omelette. Omelette nghĩa là làm trứng rán đấy ạ. Omelette. Ok, vậy thì công thức làm bánh kép và công thức làm trứng rán chúng mình sẽ xem là có sự khác nhau như thế nào. Đầu tiên thì chúng mình thấy là làm bánh kép và trứng rán đều cần trứng này, đường này, đúng không nào? Ở đây đường thì chúng ta chỉ sử dụng cho pancakes, cho bánh kép thôi. Thế còn flour, flour là gì ạ? Bột, ok. Bột để chúng ta làm bánh đấy ạ. Và milk là nước. Và chúng ta chỉ có chung hai nguyên liệu là eggs và butter, nghĩa là trứng và bơ thôi. Đó, đây cũng có eggs và butter. Tuy nhiên thì sang bên này, công thức làm trứng omelet thì chúng ta cần water, nước này, và salt là muối thay vì đường. Đường để làm đồ ngọt và muối để làm đồ ăn mặn. Pepper là tiêu đúng không nào? Tiêu để chúng ta cho lên trứng cho thơm. Ok, vậy thì đối với hai cái công thức khác nhau như thế này thì chúng ta sẽ cần phải đặt ra những cái câu hỏi về định lượng, xem là chúng ta cần bao nhiêu nguyên liệu để làm cái món đó. Thì chúng ta sẽ xem với cô ví dụ trước nhá. Trước khi mà các em đưa vào phần ask and answer, nghĩa là chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi và trả lời. Thì bây giờ chúng ta cần phải đọc về phần ví dụ trước. Ok, so I have one example here. Ở đây cô có một ví dụ như sau. Một đoạn hội thoại giữa A và B. What do we need to make pancakes? Chúng ta cần những gì để có thể làm bánh kép vậy? We need eggs, sugar, flour, milk and butter. Ok, chúng mình cần trứng này, đường này, bột làm bánh này, sữa và bơ. How many eggs do we need? Vậy thì chúng mình cần bao nhiêu quả trứng thế? Two. Đấy, chúng mình chỉ cần hai quả thôi. Đó, thì chúng ta đã hình dung được về cách mà chúng ta đặt ra câu hỏi và câu trả lời khi mà chúng ta làm một cái món ăn gì đó chưa, đúng không? Và chúng ta thấy là đấy, cô chỉ hỏi về eggs, nghĩa là cô mới hỏi về trứng thôi. Thế còn sugar thì chúng ta cần bao nhiêu? Vậy thì chúng ta thấy là eggs chúng ta đếm được thì chúng ta dùng how many. Thế nhưng mà sugar không đếm được thì các em phải dùng how much, đúng không nào? Vì vậy đến lúc đó câu trả lời và câu hỏi đều thay đổi. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô sẵn sàng đi giải bài tập này nhá. Chúng ta sẽ viết về công thức làm omelette. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu viết công thức làm món trứng, trứng rán. Ok, số 2 nhá, omelette. Ok, bài tập số 5 của cô này. Ở đây thì cô sẽ đặt hai nhân vật ở trong đoạn hội thoại của mình. Một bạn tên là Minh và một bạn tên là Nga đi. Vậy bây giờ Minh sẽ hỏi Nga trước. Cái đầu tiên mình hỏi là what do we need to make an omelette? What do we need to make an omelette? Ok, chúng ta cần gì để làm gì, để làm trứng ốp la vậy? Và bạn Nga, Nga sẽ trả lời là chúng ta cần gì ạ? We need eggs, ta cần trứng này, water, nước này, butter, bơ này, salt, muối này, và cuối cùng là pepper, đúng không nào? Tiêu nữa. We need eggs, water, butter, salt and pepper. Chúng ta cần trứng, nước, bơ, muối và tiêu. Vậy thì bây giờ mình sẽ hỏi Nga, chúng ta cần bao nhiêu quả trứng? How many eggs do we need? How many eggs do we need? Chúng ta cần bao nhiêu quả trứng thế Nga? Và Nga sẽ trả lời là 3. 3 quả nhá. 3 quả, 3. Tiếp theo này, chúng ta sẽ phải hỏi chúng ta cần bao nhiêu nước nữa? How much
Đúng không nào? Vì nước không đếm được. How much water do we need? Chúng mình cần bao nhiêu nước thế hả Nga? Và bạn Nga sẽ trả lời là, các em nhìn xem chúng ta cần bao nhiêu nước ạ? Ok, ở đây chúng ta có TBSB nghĩa là đại diện cho tablespoon. Ok, tablespoon nghĩa là một muỗng canh nước, đúng không nào? A tablespoon. Ok, a tablespoon. Sau đó thì mời các bạn cùng kể với cô sang bên này. Chúng ta sẽ viết tiếp nha. Ok, so next one, chúng ta sẽ có tiếp tục là trò chuyện giữa bạn Minh, đúng không? Đến lượt bạn Minh này. Nga đã nói về là chúng ta cần một cái muỗng canh nước rồi. Thế thì bây giờ nguyên liệu tiếp theo của chúng mình sẽ là gì ạ? Salt đi ạ, muối đi. How much salt do we need? Vậy chúng mình cần bao nhiêu muối, đúng không nào? Ok, mời các bạn cùng nhìn nhé. How much salt do we need? Chúng ta cần bao nhiêu muối vậy Nga? Và Nga sẽ trả lời là bao nhiêu ạ? 1 TSP nghĩa là 1 teaspoon, đúng không nào? Chúng ta cần một muỗng cà phê muối. A teaspoon. Mình lại hỏi tiếp. Thế thì chúng ta lại cần bao nhiêu tiêu? Ok. Tiêu là các em có đếm được không ạ? Không đếm được đâu nhá, người ta nghiền nát ra rồi, rất là nhỏ thôi. How much pepper? Ok, how much pepper? Chúng ta sẽ xóa giúp cô một chữ P này đi. How much pepper do we need? How much pepper do we need? Chúng ta cần bao nhiêu tiêu vậy Nga? Và Nga sẽ trả lời là, cái chúng ta cần bao nhiêu tiêu nhỉ? 1 teaspoon, một thìa cà phê, đúng không nào? A teaspoon. A teaspoon, một thìa cà phê. Và cuối cùng là chúng ta đến với nguyên liệu ở bơ. Bơ thì chúng ta cũng không đếm được luôn các em nhá. Vì vậy nên mình sẽ hỏi là how much butter do we need? How much butter do we need? Và bạn Nga sẽ trả lời là chúng ta cần bao nhiêu bơ đấy? 30 gram đúng không nào? 30 gram thì chúng mình trả lời cho cô là 30 grams. Ok, 30 grams. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần bài tập số 5 về đoạn hội thoại giữa bạn Minh với bạn Nga. Bây giờ thì cô mời các em đi phân tích với cô này. Ở đây chúng ta sẽ có 5 nguyên liệu tất cả và chỉ có mỗi trứng là chúng ta đếm được thôi. Còn tất cả những nguyên liệu còn lại như là water là nước này, butter là bơ này, salt, muối, pepper là tiêu, thì 5 cái nguyên liệu này, 4 nguyên liệu này chúng ta không đếm được các em nhé. Vì nó đều là dạng này, water là nước, làm sao mà đếm được, đúng không nào? Salt và pepper là những cái hạt nhỏ nhỏ ấy, những cái hạt tiêu, hạt muối thì chúng ta cũng không thể đếm được hết rồi. Và butter thì chúng ta chỉ định lượng được theo gam thôi, chứ chúng ta cũng không đếm được đâu nha. Vậy thì chúng mình sẽ có một đoạn hội thoại như sau. What do we need to make an omelette? We need eggs, water, butter, salt, and pepper. How many eggs do we need? 3. How much water do we need? A tablespoon. How much salt do we need? A teaspoon. How much pepper do we need? A teaspoon. And how much butter do we need? 30 grams. Okay?
Vậy là các em đã hoàn thành xong phần bài tập số 5 mà chúng mình cũng đã đi giải quyết xong những bài tập ở trong sách tiếng Anh lớp 7 Global Success, sách kết nối tri thức với cuộc sống thuộc bài số 5 Unit 5 phần A Closer Look To với những bài tập liên quan tới kỹ năng grammar, kỹ năng ngữ pháp rồi. Và bây giờ thì cô phải nói lời tạm biệt với các em rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chuyện nốt những bài tập ở trong Unit 5 trong bài số 5 về Food and Drink nhé.